chào toàn anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Thanh Audio để tiếp tục các video. Hôm nay một mẫu đẩy 4 kênh đến từ thương hiệu ETC, một mẫu đẩy mới có mã là DK1200 với công suất là 1200W một kênh để được Thanh Audio giới thiệu cho anh em, và sẽ bán giảm giá cho em những chiếc đẩy ETC này, giá rất là tốt cho anh em. Em bật mí nhá, chưa đến 6 triệu đồng để anh em có cơ hội sở hữu chiếc đẩy 4 kênh công suất là 1200W một kênh này. Thì anh em theo dõi video ủng hộ Thanh Audio cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thanh Audio ạ. Thì đây, giới thiệu ngay cho anh em nhé về thiết kế đặt trước mà sau nội thất, và sẽ test cho anh em nghe một đoạn đánh cực kỳ là căng cho anh em. Công suất là 1200W một kênh thì anh em có thể đánh đây nhá. Mỗi kênh này anh em có thể đánh một súp đơn 50 này, một full 40 coi 100, hoặc là anh em có thể đánh array đều được cho anh em. Anh em ghép rất là chất lượng, công suất rất là lớn cho anh em nhá. Về thiết kế mặt trước nó là sơn tĩnh điện màu đen. Đây, rất là dễ phối ghép đồ. Ở đây nó sẽ là một tấm meca mà rất là bóng cho anh em, hiển thị kênh ABCD để anh em núm vặn công suất A, điều chỉnh kênh 3 ABCD rất là chất lượng. Và hai bên cạnh này sẽ là hai quai sách, anh em sách đi đâu cũng rất là tiện dụng, mắc vào đây cực kỳ là thiết kế, cực kỳ là chắc chắn. Cũng như là sẽ có tai bắt vào tủ âm thanh cho các bác làm sự kiện. Đấy, bắt vào tủ âm thanh cho anh em nhé, rất là tiện dụng. Đấy, bên trong là sẽ là thiết kế quả chám để rất là thoáng để hút gió. Hai quạt đằng trước sẽ làm nhiệm vụ hút gió vào, hai quạt đằng sau sẽ làm là nhiệm vụ thổi gió ra. Đấy, đảm bảo cho anh em đánh cực kỳ là mát mẻ cho anh em. Đấy, đấy mặt trước, còn mặt sau đây em sẽ quay cho mặt sau luôn nhá. Đây, thiết kế mặt sau thì anh em thấy hai quạt gió này làm nhiệm vụ thổi gió ra, thổi gió nóng ra. Đấy, làm mát là hai bên ngoài công suất này, cực kỳ là mát. Cũng như là đây, bốn tín hiệu đầu vào bằng rắc rắc ca lông nhá, bốn tín hiệu linh đều bằng rắc ca lông để anh em thể linh từ kênh A sang kênh C, hoặc B sang D, hoặc anh em từ linh từ con đẩy này sang con đẩy khác. Đấy, và đây bốn đây cầu giao loa, anh em thể đấu trực tiếp vặn ra sau đó đấu vào đây, hoặc là rắc lưu trích đấu vào vặn vắt là chặt luôn cho anh em, rất là chất lượng. Có các chế độ đánh ở đây nhá, đánh para sitel bride đấy đầy đủ cho anh em, cũng như là các chế độ đây, các cái cấu hình loa 1.44V hay là 0.775V. Đấy, rất là chất lượng, một con đẩy cực kỳ chất lượng đến thương hiệu ETC. Và đây sẽ không thể bỏ qua được con nội thất khủng của con này. Đấy, quay cho anh em nội thất cực kỳ khủng của con này nhá. Đây, đây anh em thấy đập vào mắt ngay mở nó ra thì anh em thấy một cái nguồn rất là lớn này. Một nguồn đồng rất là lớn cho anh em để bàn tay đây. Anh em nhìn thấy không? Một nguồn đồng cực kỳ là khủng, và cam kết em là nguồn đồng 100% cho anh em nhá, rất là khủng, rất là chất lượng. Đấy. Tiếp theo nữa là 16 tụ lọc nguồn cho 4 kênh này. Đấy, 16 tụ vừa đã được kiểm tra đây, rất là chất lượng. Đấy, 2023 tháng 7 vừa mới ra mắt trên thị trường thôi. Đấy, QC Pass. Ok chưa? Và tất cả đây, điểm đặc biệt nữa là tất cả các vỉ mạch nhá. Các vỉ mạch công suất này, anh em kênh này, vỉ mạch công suất này, vỉ nguồn này và vỉ tín hiệu này đều là vỉ đen, thiết kế là 100% vỉ đen cho anh em. Đấy, rất là cao cấp nhá. Dòng vỉ đen anh em đều biết rồi, rất là cao cấp. Cộng với là thiết kế mạch, là mạch công suất là mạch thiết kế class H, lên hiệu lăng cực kỳ là tốt cho anh em. Một là hiệu lăng tốt, hai đánh độ bền bỉ thì em nói là không có một dòng mạch nào nó còn lại được class H, đánh cực kỳ là bền bỉ và hiệu lăng rất là tốt. Anh em đánh trong thời gian dài ấy, nó rất là tốt. Riêng mạch class H này rất là lành cho anh em nhá. Gần như mua về đánh, anh em cứ đánh chuẩn thì không bao giờ phải lỗi về cái mạch công suất này, không như các thiết kế mạch khác. Đấy, và lại cộng mạch đen này nữa thì rất là chất lượng. Đấy, và đây anh em để ý nhá, con này được thiết kế là 80 sò, tổng cộng là 80 sò cho 4 kênh, bao gồm 64 sò chính và bù áp nữa là 80 sò. Đấy, 64 sò chính và 16 sò bù áp, tổng cộng là 80 sò cho 4 kênh này. Và tất cả các sò này đều là sò trường LGVK SPC36, rất là chất lượng cho anh em nhé. Tất đây, tất cả các sò đều là LGVK SP36, SPC36, rất là chất lượng đây. Đấy, ok chưa? Tổng cộng con này là 80 sò nhá, cả bù áp, rất là chất lượng cho anh em. Thiết kế mạch class H. Đấy, công suất đây, em nói lại nhá, công suất là 1200W một kênh. Giá ngày hôm nay giá rất là tốt cho anh em. Thì đây em sẽ test cho anh em nghe nhá, nhạc, tiếng nhạc. Đây em đang cắm trực tiếp con đẩy này, thì em sẽ cho nghe to qua nhá để anh em nghe. Đánh cực kỳ là uy lực, rất là uy lực.
hàng chính hãng đến từ thương hiệu ETC sẽ được bảo hành 1 năm. Đây em sẽ quay anh em này. Đây là tem bảo hành điện tử từ thương hiệu ETC có QR code này, có mã anh em cào ra nhá. Đấy, cào nhẹ vào QR code. Đấy. ETC hàng chính hãng đến từ thương hiệu ETC và sẽ được bảo hành chính hãng 1 năm cho anh em. Rất là chất lượng và đặc biệt ngày hôm nay nhá, bên em sẽ giảm giá cho anh em. 5 chiếc đẩy ETC, 5 chiếc đẩy đầu tiên. Đấy, đầu tiên trên thị trường em nhá. Em cam kết anh em là đây là những chiếc đẩy ETC DK1200 đầu tiên trên thị trường. Giá cực kỳ là hấp dẫn. Chỉ có 5.900.000. Bên em bao ship và tặng cho em 4 dây ca lông kết nối. Ok chưa? 5.900.000. Bao ship và tặng 4 dây ca lông kết nối. Anh em nhận hàng được kiểm tra và thanh toán. Mua hàng em giúp vui lòng cọc giúp em 300.000. Nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt. Giá rất là tốt cho anh em. Đấy, giá cực kỳ là tốt cho anh em. Để anh em sở hữu những chiếc đẩy 4 kênh rất là chất lượng đến từ hiệu DETC DK1200 này. Hàng là hàng chính hãng đến từ ETC và được bảo hành 1 năm. Thì anh em mua hàng nhắn tin cho em chốt đẩy ETC hoặc chốt đẩy DK1200 nhá. Giá rất là tốt cho anh em. Anh em theo dõi video, tiếp tục ủng hộ Thanh Audio cho bên em xin 1 like, 1 đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thanh Audio ạ. Xin cảm ơn anh em. Đấy, rất là chất lượng nhá.